Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình theo chân nguyện đi xôi đêm ở trong vô đó rồi. Này mình xôi cặp mé rồi. Cũng nhiều loại lắm rồi. Có gì bắt nấy nè. Kinh này hay cạn. Mình bơi mình soi này, soi thằng cặp mé nghe mê chảng dám bắt không? Không nước tới xuống mạng tôi luôn, lấy tạo tới khỏe tôi mà không có đập đầu kia chết à. Phát hiện cái gì? Cái gì? Khía à? Lôi, 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 lôi. Im mà. Thải, thải, thải nè. Chóa hả? Đứng cái điện thoại ha. Ừ. Điềm cá là nằm chắc im ha. Nước lớn rồi này, có phi một cái dữ trời. Tôi có lội á. Gì? Nó lòi vụt hả? Nó thấy, đó đó đó. Nó lòi qua đó kìa. Trời nguyện giờ lòi lu mò luôn rồi. Trời phải tới vậy. Đưa dặn cho nhắn bơi. Rồi rồi. Lấy ra một chút. Lấy sao bơi đi thôi. Kia người ta chà bá luôn ha. Trận đầu không kịp. Thôi loại nó bự nãy bự bự nãy giờ á, nó chạy nó dẹo hoài á. Khen cua, phát hiện cua. Ê, anh ơi. Bự không? Lọc anh ơi. Lọc, lọc luôn hả? Đi mày. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Em cho, em cho, em cho. Hiếm. Hiếm, hiếm thôi chứ. Cua lộn đâu chạy được không? Nó con gì? Lòi, lòi. Lòi nữa hả? Bự không nha. Bắt hết trơn. Cô loài nào nãy đó. Không. Ừ. Rồi đây vuông cũng nhiều. Cô loài sẽ thu ngon cái lóc đi. Con xuống thì khỏi nói. Cái gì? Cái gì? Bắt chơi thôi. Vô vô à. Vô. Có cái cái luôn nè. Nó gạch son luôn á. Gì mày? Chiếc bột. Đụng nó sẽ thốn xong luôn mà sợ. Vậy đó. Nói đấy, sẽ được từ rồi. Kịp không? Bò gà hả? Thôi lòi trước hay gì chạy giữ lòi nó bự. Mà cái đói bự lắm. Dính không? Nhanh lắm. Cái đói nó nhanh.
cái đói mà cái đậu má con này không dính. Trời ơi nhanh lên, nó chơi nhớ bự hào không phải không, nó không bự thiệt nhưng mà hào sữa con hào đó mà nó nặng miếng chanh vô ha. Rồi nặng miếng chanh vô á, tắt cái rồi nặng miếng chanh vô. Như cái gì? À, thấy không? Vui này có mấy sọt quý cỡ này không? Trên bành như nè. Thấy tụi yên tâm mò sọt đó ha. Đi xuống mò kiếm ít sọt nè. Quá chị cản gì? Đứng lên trống thôi. Lên thôi. Nhăn diễn. Có nữa hả? Quá như bự như hay đã cô hồi nãy. Giỡn hoài. Chờ đủ. Giờ đâu có, đâu phải nhăn đâu. Nhăn là có con một giỡn hoài. Giỡn ra ngoài nha. Chết chân rồi. Anh đi đi ra chỗ khác thôi. Anh đi đủ quýt đây. Anh đi ơi. Anh đi ơi. Ồ. Vô mánh sầu quýt rồi ơi. Con nào nấy khỏi chê luôn. Cái này là giờ sầu quýt cối. Vô nữa hả? Dính ghẹ nữa. Đâu 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 nhăn lại. Chưa ư, à không không. Ủa bắt xuống đây nãy là ba con rồi hai con. Ông sao dữ thiệt chứ. Thánh nữa. Không, cái này là cũng im rồi. Tôi biết cái này giờ ra chợ mua cái này nhỏ như lần ít nữa đấy. Sao không nhìn? Tưởng nó vô nữa chứ. Hàng nóng nữa hả? Trời chết. Khát nước rồi. Bắt không được kia khát nước. Để cối. Rồi giờ kìa. Nhỏ nhỏ là vui đó mới giữ. Hào này bự. Cái này còn bự con bự con bàn tay nữa. Trời hào kia bự dữ. Trời ơi con hào kia kìa. Tao nói hai con hào bằng cái miệng thùng này không được mày. Quá không. Một hào bự bàn tay. Dạy đi lên bà dách cái nha. Mình lên bên lên trên cái này nè. Đã bà dách. Hàng hào nhìn đi. Ngon ha. Bàn tay nóng xi nhê vậy. Hôm qua Nguyễn nói anh Hùng qua xôi mấy cái nâu bình bạch không? Qua nên mình không dịp mình đi lên. Có dịp á, lên với dẫu. Con xôi dắt phía bự ha. Đây vậy thôi mấy về này hồi sữa cũng nhiều. Hồi sữa chứ không phải hồi mấy lần. Hồi sữa, hồi đó mà tắt ra. Hồi nó hộp sữa này nó thịt thấy nó nhỏ vậy nó cực kỳ đạt luôn. Rồi, thịt dữ lắm á. Nói ba lớn là có cái ruột ba lớn. Ruột mẹ. Thường thường mấy hộp sữa này đu theo mấy chăn nước vậy nữa. Cống cũng có. Cống cũng nhiều. Chăn nước thì mình dễ bắt hơn. Dễ tắt luôn. Nhẹ nhàng hả? Dễ dính. Cái gì? Nó mục. Nói chung là vùng quê mà không có gì ăn thì bơi xíu bà nhóc mày kia đồ tùm lum lội. Ăn con một ngán mới hào bự. Cái vỏ chết nha. Cái đóng hai con. Trời trời. Tâm ra trời không. Giỡn dạ, tâm coi tâm ra trời không. Trời trời cũng hào trời. Hào thì em lên còn nhỏ hơn miếng hào không bắt nhiều. Ừ. Cá lòi bự. Cùng tay. Gần đấy, gần.
Định chứ không lẽ không định trời. Có thu hoạch này bà. Quá trời bự luôn. Rồi bự không? Mò dài dài mít tròn. Cái gì vậy? Cua hay gì? Dính không? Cua đè ẩu ẩu mệt mình. Một tay quyền thôi. Dính nè, nó bị cua kẹp hả? Bị máu không? Bị máu luôn. Sò này dính. Thôi thì thôi luôn. Mấy sò này thì khỏi nói. Sò huyết này là sò huyết cơ nữa mà. À, thường có thể dùng trên, ít thấy mấy sò bự cái này lắm. Im nữa ha. Vô nữa. Trên bán mấy cái này thấy thường thường thấy cái này là cũng dữ lắm mình. Đây vuông thì còn mấy sò nó cơi. Sò này không có sò nuôi đâu. Sò thiên nhiên đó. Sò tự nhiên hả? Sò nuôi nó giờ rất đại vỏ rồi. Là im rồi. Có hàng nữa hả? Có chứ. Lội xong phải có hàng chứ. Có hàng là chết à. Cái ông Thanh luôn ông Thanh. Tôi yên tâm ha. Kinh này kinh nãy nói cạn bơi đầu tiên cạn á. Ừ. Thò một cái. Lấy út. Mày có con cá lòi bự không? Có cá lòi bự dữ lắm. Nó hào hết tham. Mày thấy im không à? Ủa lại cái này nó bự không luôn. Nè. Cái rồi chết chết kìa. Sống rồi. Ừ. Nhà tâm đồ nhóm lửa đồ sẵn nha. Nào để nướng liền nữa. Nhìn thấy hào hỏi ôi. Đem mới đem được mấy cá chê nước mặn ra mới chịu. Có bệnh bệnh. Sò sò huyết mà còn cả 100 gram. Thảo đâu? Thảo đang nằm trong nhà chị Xuôi ơi. Thảo đang nằm nhà. Quá hớp luôn. Con buồn nhậu sò huyết với cua lột cân nè, lột à. Chị chết chị mẹ chị luôn. Chụp luôn hả? Trời ơi. Đây con nhậu khét con quẹ. Khéo khét mới đi, khét ngạt con quẹ. Bếp lửa hồng bùng 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 cháy dữ. Cộng cộng thêm người. Đang nhậu bụi nha. Nó bằng nhậu cái thịt bự hơn hai ngón tay, còn ba ngón. Mình đại diện mình xử hào nè. Sao có tiếng mày? Này hai con. Ừ. Con hớp. Ừ. Trời uống gì mau nước dưới trên nước đá đãi nổi trời. Ăn cua nó ngon mà trời, cua lọc ha. Hết hàm. Sao có tiếng mày? Chấm rồi, nước chấm rồi. Miếng nước chấm rồi. Mớ không à? Kệ, để đi. Giảm mớ kìa. Nãy chưa giảm mớ cái đó hả? Hiểu luôn đấy à. Trong hai phương của ta. Hiểu rồi. Trong hai phương đá tôi nè. Ừ. Kiếm. Không, chứ kìa nó đang ngủ. Ừ. Nhưng mà, nó là con này khỏi nói. Ừ. Chứ phóa. Ăn con muốn ngán. Bé ngọt mà dai nữa. Để cho mày nè. Tôi kêu vô thì thảo nè. Vậy với bạn dùng nó mai. Không leo đâu. Sầu huyết này thì... Con chưa leo. Cho. Nào giờ nó dùng trên hiếm có vô này lắm. Này quá ốp. Nó no, no, no. Thảo chỉ thiếu nữa. Thảo mày đâu? Chị nó mẹ lửa nướng mấy con hào sữa luôn đó. Bển thì ca hát. Dạ. Rồi miếng hào nãy giờ không hết đi chín chắc chín hết á. Hào nhỏ nhỏ sữa mà. Hào sữa này. Thảo mò. Nấu không? Nấu không? Tình yêu này cách trở. Nhớ nhớ khùng ngùi.
Tiếp tiếp. Tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời. Người đi quên mất rồi, người lại này hàng nhớ nhớ mãi bạn. Tặng thêm. Cảnh. Đây có nhiều chỉnh cái hát không ạ? Màu sữa này gì nè. Những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng đắp môi tình. Lá bay chất nắng tuổi đời, nhớ người ta giót ly này. Tèo luôn rồi, mấy tèo ơi. Tèo mình sầu biết tèo uổng quá. Này gì là chính dữ rồi. Sợ quyết cái này là theo dữ rồi nè. Có nghe không? Ôi, cái là theo dữ rồi. Được rồi, bây giờ nha. Đêm say chờ trắng tàng. Từng thu thấy lá lá rơi. Đầu ca. À, thấy thì cũng chơi. Còn gì bằng nữa không các bạn? Mồi quê nhà. Lại quay quay nhẹ cái. Ờ liền cốc luôn chứ không vui. Ngày con thơ bé mẹ đã quá đi xa. Mình chú biết. Không nướng gì thôi chín rồi. Này là chín nè. Biết này là chín. Làm cái ai? Đâu mà có hương nhúc. Giờ mình chơi cái lợi phải không? Chơi cái lợi đi. Cái đi. Miếng hỏi chị lắm. Kiếm cái chạy á. Đi qua, tâm đủ lòng kim của mơ. Chị. Một cái đã trọng á. Chị. Ừ. Hai cái luôn. Chị đem đi tiệm rồi. Hai cái luôn. Ừ, hai cái rồi. Mấy con sợ chú đâu chứ này? Ê. Mấy con sợ chú tiêu chứ này? Lên đây nè. Giúp nè. À. Cái này em mới ngon anh Lanh. Em mới uống tiếng Nguyễn mà. Dạ anh em ạ. Lanh. Kia tập trung chim môn đi trời. Cái này mới ngon nè. Nó queo mà. Bù hết. Chị còn xin miếng sợ. Nè, lấy sổ. Cho con ăn. Sổ nhậu hay hư ha. Cúi. Lấy nè. Con ơi, con ơi. Con ăn lại đây, ăn lại. Ở đây ăn đi thôi. Tâm là bậy dữ mà đó. Thấy chưa con trứng ăn bệnh, ăn hoài. Nóng. Có con cục á. Đâu rồi? Đi đi. Anh em đi xô một tí quá trời bạn ơi. Cái sổ quyết này thì khỏi nói nổi rồi. Này số hưởng. Nó kém này nữa cũng dạ. Nói nè. Thành xin cái tiếp đây ha bạn. Đây bây giờ anh em bây giờ cũng no mồi nữa rồi. Có bạn nào lướt qua thì hãy đăng ký giùm Thanh nha, bạn nào thích thì chia sẻ giùm mình nha. Lướt qua. Rồi mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn lướt qua để chữ amen. Bảy a một.